Mẹ cứ đổ oan cho người có tội là thế nào nhỉ? Thế tố lại là xin bao nhiêu tiền? Con không xin tiền thần mà. Ô, hôm nay mà trời màu đá tay ả, con trai tôi nó lại không xin tiền các ba ạ, là thế nhỉ? Ông lấy vợ. Cái gì mày nói to lên mẹ xem nào. Con ngồi lấy vợ. Ôi dào, mẹ tưởng chuyện gì? Vợ thì lấy lúc nào trả được. Khi nào lấy mẹ khác thì vợ về cho mày. Nhưng tôi thi lại bây giờ cơ. Tôi đã cao hơn canh ngô trên nương rồi. Thế mà thi đứa nào? Tôi thi cái mì có ông nô anh em nhà mình ấy. Ôi, cái mì đó hầu hết lớp chí đâu. Nó có bé lắm. Ôi, nó đã sinh như hoa lan trên rừng rồi. Không bé nó đâu. Lấy nó về để còn để cho con trai cho họ nhà mình nữa chứ. Ừ, mà nhớ nó không chịu lá này thì sao? Chuyện này mẹ không phải lo, tôi sẽ có cách. Ừ, thế thì mày. Mẹ đi nói cơ đây. Bye bye mẹ, con đi khỏi vợ đây. Alo mì à, em ở đâu? Anh Phi cho qua đó. Tao đang ở gần chợ. Ok, đợi anh qua đó luôn. Bố mẹ ta không đồng ý. Chuyện này mày không phải lo. Bây giờ tao với mày về nhà mày đi.